cảnh sát phong tỏa, kiểm tra công ty Home Credit và công ty mua bán nợ Galaxy. Trước ngày 28 tháng 3, hàng trăm công an đã có mặt phong tỏa, kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Galaxy tại một chung cư ở phường Linh Tây và công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Home Credit Việt Nam trong một tòa nhà ở phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Có ít nhất 4 ô tô đưa gần trăm cảnh sát đến tòa nhà trên đường Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, nơi đặt trụ sở công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Home Credit Việt Nam. Ngoài việc phong tỏa vòng ngoài, nhiều lực lượng lên các tầng trên của tòa nhà. Theo một số nguồn tin, cảnh sát đã làm việc với lãnh đạo, nhân viên công ty này, đồng thời kiểm tra một số hoạt động về tài chính, cho vay. Cùng thời điểm, lực lượng cảnh sát cơ động, hình sự cũng phong tỏa, kiểm tra công ty mua bán nợ Galaxy tại chung cư trên đường D1, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức. Toàn bộ nhân viên, lãnh đạo công ty này bị yêu cầu dừng làm việc, phục vụ công tác kiểm tra. Đến trưa cùng ngày, lực lượng cảnh sát được rút đi. Hiện công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa công bố sai phạm của các công ty nói trên. Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Home Credit Việt Nam được thành lập và hoạt động tại Việt Nam từ năm 2008, cung cấp các sản phẩm tài chính tiêu dùng trả góp nhanh chóng, tiện lợi và thân thiện. Home Credit hiện có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh tại Hà Nội, 8 văn phòng đại diện và hơn 9.000 điểm phục vụ tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Đối với công ty Galaxy, do ông DNH làm đại diện pháp luật. Ngoài ra, ông H còn đứng tên một số công ty khác. Công ty Galaxy đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh, trong đó có hoạt động trong lĩnh vực mua bán nợ, hoạt động tài chính. Gần đây, Bộ Công an và Công an các tỉnh thành liên tục triệt phá các đường dây thu hồi nợ kiểu xã hội đen, núp bóng các công ty luật, công ty tài chính. Bước đầu, nhà chức trách cho rằng có hàng trăm nghìn người đã bị các băng nhóm vu khống, khủng bố, đe dọa buộc trả tiền. Như hôm ngày 14 tháng 2, hơn trăm cảnh sát vũ trang thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phong tỏa ập vào trụ sở công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, bắt quả tang 133 người đang đòi nợ thuê. Hay trước đó, hồi tháng 12 năm 2022, nhà chức trách cũng đã triệt phá ổ nhóm núp bóng công ty luật trách nhiệm hữu hạn Power Law để vu khống đòi nợ. Hôm 16 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận Gò Vấp phong tỏa một đoạn đường, khám xét công ty F88, công ty tài chính chuyên cho vay với quy mô lớn. Bước đầu, cơ quan điều tra cho rằng nhân viên thu hồi nợ ở đây trong thời gian qua đã đe dọa người vay nghi có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản. Hơn 20 ngày sau động thái khám xét, nhà chức trách chưa công bố sai phạm cụ thể của doanh nghiệp này. Giữa tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khám xét, bắt tạm giam 14 người là quản lý, lãnh đạo, nhân viên công ty cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng ở phường 1 quận Tân Bình và chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Luật Thế hệ trẻ ở phường 15 quận Tân Bình về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Cảnh sát xác định mô hình đòi nợ của các công ty trên không phải là tín dụng đen mà lợi dụng không gian mạng để khủng bố tinh thần, vu khống người vay, không chỉ người vay tiền mà người thân, bạn bè và đồng nghiệp của họ cũng bị cắt ghép ảnh với nội dung xấu sai sự thật đăng lên mạng để bêu xấu.